điểm mặt 4 mẫu xe ô tô thể thao dành riêng cho phái mạnh. Thị trường xe ô tô thể thao tại Việt Nam những năm gần đây ngày một nóng, bởi phái mạnh tìm đến xe như một người phương tiện thể hiện bản lĩnh đàn ông ngày càng nhiều. Ngoại hình khỏe khoắn năng động, nội thất tiện nghi hiện đại cùng động cơ mạnh mẽ, những mẫu xe ô tô thể thao được thiết kế dành riêng để phái mạnh thể hiện phong độ. Ford Ranger. Chiếc bán tải Ford Ranger là một trong những mẫu xe ô tô thể thao được phái mạnh yêu thích nhất. Doanh số bán đứng đầu phân khúc xe pick-up tại Việt Nam trong 3 năm liền chính là minh chứng nổi bật cho mẫu xe dành cho nam này. Phong cách thiết kế ngoại thất mạnh mẽ, khỏe khoắn, mang lại cảm giác hầm hố đầy tính thể thao, kết hợp với nội thất hiện đại, sang trọng, nhiều tính năng tiện nghi như những chiếc SUV đắt tiền, khiến mẫu ô tô này gây ấn tượng ngay từ cái nhìn đầu tiên. Động cơ mạnh mẽ với phì tròn 2,2 lít hoặc 3,2 lít kết hợp với hộp số tự động 6 cấp, đi cùng hệ thống chuyển cộng, hai cầu linh hoạt và khoảng sáng gầm xe cao 200mm, giúp chiếc xe bán tải bán chạy nhất tại Việt Nam này có khả năng lội nước lên đến 800mm và khả năng off-road mạnh mẽ qua các dạng địa hình gồ ghề, đèo dốc khá tốt. Hiện Ford Ranger đang được phân phối tại Việt Nam với 6 phiên bản tùy chọn có giá dao động từ 570 đến 880 triệu đồng. Mercedes-Benz GLC được thiết kế bởi những đường cong quyến rũ theo ngôn ngữ Sensual Forty với những hình khối vạm vỡ đậm chất SUV. Chiếc xe ô tô thể thao Mercedes-Benz GLC được kỳ vọng sẽ thay thế đàn anh GLK trong cuộc chinh phục đấng mảy dâu yêu thích sự cá tính và thể thao. Chiều dài cơ sở lên đến 2873mm cho kích thước lớn nhất nhì phân khúc. Mercedes GLC Class có không gian nội thất khá rộng rãi, thoải mái. Sự trau chuốt, tính sang trọng và hiện đại bậc nhất là những gì hãng xe Đức thổi vào GLC với bảng điều khiển kiểu tháp chảy cùng toàn bộ chất liệu cao cấp làm từ da, gỗ và hợp kim nhôm. Được trang bị động cơ 2,0 lít 4 xi lanh thẳng hàng đi cùng hộp số tự động 9 cấp, kèm theo đó là hệ dẫn động, hỗ trợ gói vượt địa hình chuyên nghiệp với chức năng hỗ trợ xuống dốc DSA cho khả năng off-road mạnh mẽ. Chiếc SUV hạng sang mang logo ngôi sao ba cánh kiêu hãnh của hãng Mercedes đang được bán với giá từ 1,8 đến 2,9 tỷ đồng tùy phiên bản. Range Rover Sport. Range Rover Sport là biểu tượng và là dòng xe đắt giá nhất của thương hiệu xe ô tô thể thao danh tiếng. Phiên bản Range Rover Sport có ngoại hình được thiết kế thanh lịch, tinh tế theo truyền thống của những chiếc SUV đến từ xứ sở sương mù, nhưng được lồng ghép vào những chi tiết trẻ trung, thể thao như bộ mâm 21 inch khỏe khoắn, bộ đèn hậu năng động, mái dốc về sau kiểu carbo, bộ ống xả kép, chữ Sport màu đỏ. Nội thất xe được bọc da và ốp gỗ sang trọng, đi cùng đó là những trang bị tiện nghi và công nghệ đáng tiền trên một chiếc SUV hạng sang có thể làm hài lòng bất cứ khách hàng nào. Range Rover Sport ở Việt Nam có hai cấu hình động cơ chính, V8 5,0 lít siêu nạp cho công suất 510 mã lực và V6 3,0 lít siêu nạp cho công suất 340 mã lực. Đi kèm là hộp số tự động 8 cấp với thời gian chuyển số chỉ mất 200 mili-giây cho khả năng tăng tốc từ 0 đến 100 km và đạt vận tốc tối đa 210 km/h chỉ trong 7 giây. Đặc biệt, hệ thống khung làm bằng nhôm giúp trọng lượng xe giảm 360 kg so với thế hệ trước, được trang bị hệ thống nâng hạ gầm độc đáo cho khoảng sáng gầm xe dao động từ 213 đến 278 mm. Tăng khả năng lội nước lên 850mm, giúp xe có thể vượt qua các địa hình off-road khắc nghiệt dễ dàng. Mẫu xe ô tô thể thao của quý tộc Anh Land Rover tại Việt Nam hiện có giá khởi điểm từ 2,4 tỷ đồng. BMW X6. Thiết kế của BMW X6 là sự pha trộn giữa sự vững chãi, linh hoạt rất riêng của gia đình BMW X cùng tính năng động, thể thao đặc trưng của những mẫu xe cargo. Nội thất xe là tổng thể của không gian khá rộng với các vị trọn, ốp nội thất aluminum độc quyền và da ghế Dakota cao cấp được thiết kế hướng đến sự tiện nghi cho người sử dụng. Mẫu xe ô tô thể thao này sử dụng động cơ 3,0 lít 6 xi lanh thẳng hàng. Cơ cấu van biến thiên thông minh đi cùng hộp số 8 cấp mượt mà cho khả năng tăng tốc từ 0 đến 100 km/h chỉ trong 6,4 giây. Tùy theo điều kiện đường xá, người lái có thể linh hoạt chọn các chế độ lái phù hợp. Chế độ Eco Pro hoạt động ở mức tiết kiệm nhiên liệu nhất,
Chế độ Sport phù hợp với những tay lái yêu thích cảm giác thể thao. X6 được đánh giá là chiếc xe ô tô thể thao mang lại cảm giác lái tốt nhất phân khúc SUV hạng sang. BMW X6 hiện được bán ở Việt Nam với mức giá từ 3,6 tỷ đồng với tùy chọn 9 màu sắc ngoại thất. Có thể thấy, những mẫu xe ô tô thể thao dành cho phái mạnh, dù ở phân khúc giá nào, cũng có những đặc điểm chung là ngoại hình khỏe khoắn, thể thao năng động, trang bị nhiều tiện nghi, công nghệ hiện đại và đi cùng đó là động cơ mạnh mẽ. Sau khi điểm mặt 4 mẫu xe ô tô dành riêng cho phái mạnh trên đây, hy vọng bạn sẽ được chọn cho mình chiếc xe làm sáng phong độ ưng ý nhất. Nhắc tới Dubai, chúng ta nghĩ ngay tới những khách sạn 7 sao sang trọng, những tòa nhà chọc trời và vàng bạc rất khắp nơi. Tuy nhiên không thể không nhắc tới dàn siêu xe của cảnh sát nước này. Lực lượng cảnh sát Dubai gồm 15.000 thành viên, cai quản trật tự vùng đất rộng 4.114 km2 với dân số hơn 2 triệu người. Dubai là vương quốc của siêu xe và những người mê tốc độ. Chính vì vậy, nếu không sở hữu những chiếc xe công suất lớn, lực lượng cảnh sát sẽ bất lực nhìn quái xế qua mặt. Tất cả xe của những lực lượng này được sơn màu xanh trắng cùng huy hiệu trước nắp capo. 1. Bugatti Veyron. Ông hoàng tốc độ Bugatti Veyron có tốc độ tối đa 407 km/h. Siêu xe này đã được ngưng sản xuất từ năm 2014 để chuẩn bị thay thế bằng Chiron. Tại Dubai, Bugatti Veyron được đánh giá 2,5 triệu đô. Đây là chiếc xe đắt nhất hiện nay trong lực lượng cảnh sát Dubai. Lamborghini Aventador. Lamborghini Aventador là siêu xe đáng mơ ước của bất kỳ ai. Chiếc xe có giá gần 500.000 đô cũng xuất hiện trong lực lượng cảnh sát Dubai. Chỉ 4.000 chiếc được chế tạo trên toàn cầu. Thân xe được làm bằng sợi carbon, động cơ V12 hút khí tự nhiên, sản sinh công suất 690 mã lực, tốc độ tối đa 349 km/h. 3. MC Lauren MP4 12C. Cảnh sát Dubai đã bổ sung MP4 12C MC Lauren vào đội xe của mình nhằm tăng thêm chủng loại siêu xe. MP4 12C MC Lauren có giá gần nửa triệu đô nếu trang bị đủ option. Xe được áp dụng nhiều công nghệ trên Formula One, bao gồm một hộp số 7 tốc độ sang số xanh, tay lái trợ lực điện tử. 4. Bentley Continental. Bentley Continental GT có giá 215.000 đô. Đây là chiếc Cooper sang trọng mới được bổ sung vào lực lượng cảnh sát Dubai. Continental GT trang bị động cơ tăng áp kép, công suất từ 500 đến 567 mã lực. Continental GT bản cơ sở có giá 196.000 đô. Xe trang bị vành 20 inch và nội thất da cao cấp. 5. Mercedes-Benz SLS AMG. SLS AMG là siêu xe kiểu cánh chim được thiết kế chế tạo bởi Mercedes-Benz. Xe có thể tăng tốc từ 0 đến 100 km/h trong 3,6 giây nhờ động cơ V8, 539 mã lực. Siêu xe động cơ đặt trước 2 chỗ ngồi, mức giá SLS bản tiêu chuẩn là 250.000 USD. 6. Aston Martin 177. Chỉ 77 chiếc 177 được sản xuất trên toàn thế giới, biến siêu xe này trở thành một trong những mẫu xe hàng hiếm. Tuy nhiên điều đó không ngăn cản lực lượng Dubai tậu cho mình một chiếc để bổ sung vào dàn xe của đội. 177 có giá 1,4 triệu đô. Siêu xe Cooper hai cửa có body bằng nhôm nguyên khối chế tác thủ công. Dưới nắp capo là khối động cơ V12, sản sinh 750 mã lực, tốc độ tối đa 354 km/h. Nội thất được chế tác bằng sợi carbon. Aston Martin 177 từng giành được giải thưởng về thiết kế toàn cầu. 7. Mercedes-Benz Brabus G700. Brabus là công ty độ xe lớn nhất trên thế giới. Hãng chuyển độ các sản phẩm của Mercedes và biến nó thành những chiếc xe có giá trên trời. G700 là chiếc sub được biến đổi từ G63 AMG, trang bị động cơ 563 mã lực cùng mức giá 300.000 đô. Đây là mẫu xe phù hợp để chạy off-road trên những đồi cát quanh thành phố Dubai. 8. Audi R8 V10. Audi R8 V10 có thể tăng tốc từ 0 đến 100 km/h trong 4 giây. Khối động cơ V10 525 mã lực được chia sẻ cùng Lamborghini Gallardo. Siêu xe này cũng đang có mặt trong lực lượng cảnh sát Dubai với mức giá trên 200.000 đô. Audi R8 V10 là một trong những chiếc siêu xe bán chạy nhất trên thế giới. 9. Ferrari FF.
Ferrari từng đối mặt với những chỉ trích gay gắt khi giới thiệu mẫu xe FF 4 chỗ ngồi. Những người hâm mộ thương hiệu cho rằng đây là một chiếc xe xấu xí, không xứng đáng khi gắn lên mình logo ngựa chồm. Tuy nhiên, sự tiện dụng của chiếc xe khiến nó được biên chế vào lực lượng cảnh sát Dubai. Nhờ cơ cấu chuyển động 4 bánh và động cơ V12, FF có thể tăng tốc từ 0 đến 100 km/h trong 3,7 giây, tốc độ tối đa 335 km/h. Ferrari FF có giá trị hơn 300.000 đô. 10. Nissan GT-R. Nissan GT-R có giá 100.000 đô tại Dubai. Đây là một trong những mẫu xe tuần tra đắt nhất mà lực lượng này đang sở hữu. Phiên bản chuẩn GT-R trang bị động cơ V6, tăng áp kép, công suất 545 mã lực, tốc độ tối đa 315 km/h. Siêu xe này được bổ sung vào lực lượng cảnh sát Dubai từ năm 2013.